Dạ Thái mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của Sức Sống Mới nha. Thì ngay lúc này thì chúng em đang ngồi ở trên giỏ để mà đi tìm kiếm bé Ngọc cùng với đội của chú Tấm Sang quý cô chú anh chị. Thì hiện nay là chú đang đi ra ngoài biển, thì tụi em cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài biển để mà cùng với chú. Nhiều người thì nhiều con mắt nhìn nó thì nó sẽ thấy hơn quý cô chú anh chị. Thì bây giờ là Thái đang ở trong cái con kinh nhỏ nè. Thì này mấy anh em thì mỗi người nhìn hai bên, em thì nhìn ở phía bên đây, còn mấy anh em kia thì nhìn ở phía bên kia để mà quan sát kỹ hơn, để mà xem coi có những cái vật thể lạ nào nghi ngờ là bé Ngọc hay không. Thì cái con sông này bình thường thì nó chảy rất là xiết luôn, nhưng mà cái thời điểm này nó đã đứng, nên là mấy anh em cũng cố gắng là để đi xem quý cô chú anh chị. Tại vì ở phía trong có nhiều đò với giỏ nè, nên là không thể chạy sát vô được á, chỉ là cặp mắt của mình nhìn thôi, cặp mắt của mình nhìn kỹ là được. Có rất là nhiều những anh em ra đây nhìn luôn, còn mình chạy sát vô trong có nhiều khi nó có vướng cây này kia là cứng dịch rồi nó sẽ bị hư. Ở đây thì bà con ở đây rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị. Ở đây mấy anh em rất là đông rồi quý cô chú anh chị. Chúng ta nhìn rất là lộc bình ở đây nè quý cô chú anh chị, nhìn rất là nhiều luôn á. Bờ kè nè, rồi những cái trụ cây rồi nè. Ở đây thì những cái ngôi nhà ở dưới mé sông rất là nhiều nha. Nếu mà có những cái vật thể lạ nào mà nó bốc mùi đó là dân người ta biết hết trơn luôn á. Vì vậy là ở cái khu vực này thì Thái hoài nghi thôi, là nó không có ở cái vị trí này đâu, có thể là nó đã trôi ra biển rồi đó quý cô chú anh chị. Đó, thì hiện nay là Thái đang từ ở nhà của hai cha con của anh Trung và bé Hiếu á. Hiện nay là đang chạy ga để mà cập nhật cho quý cô chú anh chị mình xem, với lại đi sẵn đi tìm luôn. Hồi nãy chú Tám rồi cũng có ghé đốt nén nhang rồi, thì chú Tám đã chạy ga rồi, thì bây giờ mấy anh em cũng chạy theo luôn, chạy ga theo luôn. Coi coi hướng. Đó bây giờ là xe vỏ hết dầu với cô chú anh chị. Mấy anh em nhìn kỹ vô mấy cái hộc đó nha. Ở dưới cái sàn á. Cái coi cái sàn đó zoom coi kỹ lại. Đó. Chúng ta coi kỹ ở trong cái mấy cái kẹt sàn rồi nè. Bây giờ chú ghé đổ dầu. Chú ghé đổ dầu ra ngoài xe. Cũng cố gắng để tìm cái bằng đường của chú anh chị. Ở đây lục bình quá trời lục bình luôn á. Bởi vì á, mà nếu mà có lục bình, mà nếu mà có là nó bốc mùi dữ lắm. Bốc mùi thì cũng người ta cũng biết à. Đó, nhìn là biết liền à. Bởi vì á, nhiều khi vào mấy cái chỗ này nè. Đây là em gái bán dầu quý cô chú anh chị. Đây. Có 5 lít đủ không chú ơi? Có đâu này không? Chung. Đủ 5 lít không chị? Đủ không kìa, ở trong bình kìa. Đủ không kìa. Đủ 5 lít không nha. Mấy cái chỗ này nó nhìn nó rất là sâu luôn nè quý cô chú chị. Nó ở trong mấy cái này nè. Em ơi, lục bình quá trời lục bình luôn. Bây giờ chú đổ dầu xong rồi tiếp tục đi tìm kiếm tiếp quý cô chú anh chị ơi. Thật sự mà cái hy vọng nó rất là mong manh luôn quý cô chú anh chị. Cái hy vọng nó rất là mong manh, nhưng mà cũng phải cố gắng thôi cô chú anh chị ơi. Tại vì tụi em cũng không thể nào mà bỏ cuộc giữa chừng khi mà cái hy vọng nó vẫn còn nha. Tại vì có nhiều cô chú anh chị điện thoại đến là Thái ơi em cố gắng đi Thái, đi tìm kiếm nữa đi Thái, cô hay là chú gì đó là có báo mộng về là thấy như vậy đó.
Thật sự mà dù có hay không thì tụi em cũng vẫn đến nơi đó để mà cập nhật cho quý cô chú anh chị mình xem. Ở đây lục bình rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị. Coi ở dưới, mình coi ở dưới, mình cũng coi ở trên bờ đó, ở trên cặp cặp ở trên mà lúc mà nước lớn nó lên á, nhiều khi nó lên nó dính lại cho nó đó, nhiều khi nó lên nó dính lại mấy cái bờ này nè quý cô chú anh chị. Nói chung cuộc tìm kiếm nào thì cũng vất vả và mệt mỏi hết trơn á, nhưng mà phải cố gắng thôi. Thôi hiện nay là chúng em vào cái nhóm lục bình là tím cho chị ơi. Đó bây giờ là đi vào cái hướng lục bình tìm được quý cô chú chị. Nhìn kỹ ra, nhìn kỹ ra, nhìn kỹ ra mấy anh em ơi. Đó nhìn kỹ ra mấy anh em ơi. Đó cái chỗ nào nhìn kỹ đi quý anh chị. Cái lục bình của đây kinh khủng luôn á. Ở đây là rất là nhiều lục bình luôn nè. Chỉ cần phát hiện cái gì là chỉ chú là chú lại chú kiếm liền. Ở đây lục bình rất là nhiều nè quý cô chú anh chị. Nói chung là chưa có ai tìm đến cái vị trí này hết trơn nè. Nói mấy anh em nhìn kỹ vô nha. Anh em nhớ đeo mắt kính vô nha. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Ở đây thấy lục bình không chứ thấy gì đâu. Bây giờ không biết làm sao nữa. Chạy chạy đi chú ơi. Quá trời lục bình luôn với cô chú anh chị ơi. Dướng vô đây thì vô phương luôn á. Dướng vô đây rồi là vô phương kiếm luôn rồi. Nếu mà bé mà có nổi lên mà nó nằm ở dưới đá lục bình này thì cũng vô phương luôn, đâu ai thấy được đâu. Hình như có cái mùi thúi nha. Mùi thúi nha. Hình như là cái nước ở trên tàu biển xuống rồi đó. Nước hôi cho khu bờ biển nó xả xuống. Đó đây là những cái chiếc tàu biển đó quý cô chú anh chị ngoài biển rồi. Bây giờ chúng em sẽ đảo ra biển lại nha. Để mà coi cái hy vọng mong manh những cái vật thể lạ nào mà nó nằm ở trên lên trên biển quý cô chú anh chị. Mấy anh em ngồi chắc nha. Sống đi lắm luôn á. Xuống ngồi xuống nha các bạn ơi. Bây giờ ra biển rồi quý cô chú chị. Nói chung là cái hy vọng mong manh luôn quý chị ơi. Rồi sóng quá trời luôn rồi. Quá trời luôn rồi. Sống dữ lắm luôn á, ngoài biển mà. Nguy hiểm luôn á, mấy em không có phao á. Có ai có mạo phao đâu. Tàu nãy chú nó có, phải có mà đi theo được rồi. Quá trời luôn rồi. Vĩnh chắc rồi mấy anh em ơi. Thôi vậy lần đầu tiên đi ra biển mà. Bây giờ cái lá lục bình kia kìa, lá lục bình kia kìa. Ôi ôi đã luôn. Sống quá trời luôn quý cô chú chị ơi. Lần đầu tiên đi ra biển luôn nè. Quá trời nước rồi. Bây giờ không biết, không thấy đường nhìn cái gì luôn á.
giờ lo vịnh, lo vịnh, giờ lo vịnh cái xù không à. Quá trời luôn quý cô chú ơi. Tụi em là cố gắng là chia sẻ cập nhật cho quý cô chú anh chị xem luôn á, dù nguy hiểm cỡ nào mà tụi em cũng gắng mà đi luôn. Đây là lần đầu tiên Thái đi biển luôn. Hình như là cái chiếc tàu này như là nuôi cái gì mà thấy có những cái phao nè quý cô chú anh chị. Thấy có những cái phao nổi nè. Quá trời chạy rồi quý cô chú anh chị, đua luôn rồi nha. Chạy đua luôn rồi. Hy vọng rất là mong manh luôn với cô chú anh chị ơi. Đây là lần đầu tiên thấy được đi biển luôn. Lần đầu tiên thấy được đi biển với cô chú anh chị. Biển mênh mông mà đâu có thấy cái vật thể lạ nào đâu. Cò thì quá trời cò luôn rồi quý cô chú anh chị. Cò à. Đây là những con cò nè. Thôi chị, bây giờ là chỉ hy vọng là có thể là sóng nó trôi dạt lên mấy chỗ này nè. Sóng nó trôi dạt lên những cái chỗ này nè. Nó chúng ta thử chúng ta nhìn theo cái dọc ở đây nè. Thì khi nước nó dâng lên rồi khi mà nó gồng xuống á, thấy chiều nó xuống thì chúng ta là có thể là thấy được những cái vũ này. Cây bằng hoặc là cây mắm đó quý cô chú chị. Nó dính vô trong đây nè, có thể là nước lên á, khi mà nước xuống thì nó dính vô trong mấy cái cây mắm á. Tại vì giải cây mắm nó rất là nhiều. Ở đây cò chim rồi nhiều lắm nè. Nhiều khi có những cái vật thể lạ nào nè, nó bu xuống là nó mổ liền quý cô chú anh chị. Nó nghe chú chia sẻ là khi hỉ chiều đó lên đó là nó ngập. Sắp
Hiện nay thì thủy triều đang trôi xuống, thủy triều đang đang xuống đó quý cô chú anh chị, thì cái mực cái đất này nó sẽ trồi lên, nó sẽ nhô lên, thì cái nghi ngờ này chỉ ở đây thôi đó, nhưng mà không biết ở chỗ nào thôi. Ở đây giống như là một cái cồn với cô chú anh chị, cồn á, khi mà nước dâng lên là nó qua mấy cái cây này hết luôn, rồi khi mà nó xuống thì nó nổi đất lên. Nếu mà có thấy phát hiện thì ở dân người ta ở đây người ta biết liền à, tại vì dân người ta cũng đi kiếm đồ hải, những đi kiếm những cái vật thể nè, cái đó đi lậm da chai rồi đó, là người ta sẽ thấy à. Bây giờ chúng em sẽ đi vào để mà gặp gỡ đội chú Tấm Sang coi nãy giờ chú đi kiếm tới đâu rồi quý cô chú chị. Ở đây là dọc cái bờ kè của gạch sỏi quý cô chú chị. Ở đây là cầu cống Tinh Cục nha, cái cống Tinh Cục của gạch sỏi Kiên Giang. Thì hiện nay là làm những cái khu lắng biển nè. Đây là những cái công trình khu lắng biển. À, công trình này thì hiện nay là đang thực hiện luôn. Ở phía bên đây thì đã lắng ra tới rồi, thì đã có những cái ngôi nhà, có những cái gọi là cái này là nhà gì, là nhà phố nè quý cô chú chị. Đó, đây là những cái ngôi nhà phố đã được hình thành lên rồi nè, là lắng ra tới biển luôn rồi đó. Thì sắp sửa thì tới khu bên đây thì sắp sửa thì cũng giống như là ở bên kia vậy đó, là sẽ xây lên những cái công trình đồ sộ của Kiên Giang. Thì Kiên Giang sắp sửa thì cũng lên thành phố luôn. Thì thôi bây giờ thì Thái sẽ chạy qua hướng mà phía mà bé Ngọc mà phía bên mà của chú Tấm Sang ở bên cầu Gạch Giá 2 đó quý quý vị. Sẽ gặp gỡ chú ấy để mà đợi chú ấy đi tìm kiếm vào thì sẽ hỏi về chú ấy về cái tin của bé Ngọc nha. Thì thôi bây giờ cũng vô bờ rồi, thì Thái cũng xin được kết thúc cái video nãy đây, cũng xong một cái buổi tìm kiếm ngày hôm nay rồi. Thì chút xíu nữa thì Thái sẽ cập nhật về cái cuộc tìm kiếm của chú Tám nha. Dạ, Thái xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào cái clip sau ạ. Bye bye tất cả mọi người nha. Rồi mấy anh em lên bờ nè.